Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hiện tại mình đang đứng ở trong một cái căn nhà, các bạn nhìn thấy không? Cái căn nhà nè, phòng khách đồ. Để mình quay vòng vòng cho các bạn coi nha. Đó, bàn ăn đồ, nhà bếp rồi bên kia đó, nhà bếp ở bên kia. Đó, hiện tại mình đang đứng ở trong một cái căn nhà, nhìn nó rất là đẹp và đầy đủ tiện nghi nha các bạn. Nhưng mà các bạn biết nhà này ở Mỹ nó được gọi là mobile home nha các bạn, nhà di động. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm coi nhà di động của Mỹ như thế nào nha các bạn, nó có loại nào, bao nhiêu phòng, giá cả ra sao. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tới một cái công ty chuyên mua bán nhà mobile home, nó gọi là mobile home, nhà di động của Mỹ. Thì các bạn có thể mua một cái căn nhà này, xong rồi các bạn mướn một miếng đất ở trong cái thành phố nào đó các bạn muốn ở, các bạn mướn một miếng đất, xong rồi các bạn kéo cái nhà này, kéo cái nhà di động này, kéo tới cái chỗ miếng đất đó, đặt cái nhà xuống rồi các bạn ở. Thì các bạn chỉ cần trả tiền thuê đất mỗi năm là bao nhiêu tiền thôi. Rồi thí dụ bạn muốn mua luôn miếng đất cũng được, mà nếu mà bạn không thấy không cần thiết, với lại muốn ở một thành phố, ở mỗi thành phố một thời gian, thì các bạn cứ thuê đất rồi đặt cái nhà mobile home lên ở. Khi nào mà muốn đi qua chỗ khác thì đem xe tới kéo cái nhà đi chỗ khác. Thì mướn đây cũng là một cái dạng mà nhà ở nổi khá là phổ biến của Mỹ các bạn. Thì mướn đất rồi mướn đất rồi mua cái nhà mobile home giống vậy, mấy chục ngàn một căn cũng có, 100 mấy ngàn căn cũng có, 200 mấy ngàn căn cũng có, tùy theo cái thiết kế bên trong như thế nào các bạn, tùy theo cái diện tích rộng lớn như thế nào, rồi đồ đạc nó xài bên trong như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một cái khu bán nhà mobile home nha các bạn, để coi người Mỹ người ta sống ở trên cái mobile home như thế nào. Nhiều người nghĩ nhà di động mobile home nó nhỏ xíu, nó xấu quắc, không phải đâu các bạn, ở bên trong nó rất là đẹp luôn các bạn, thiết kế rất là hiện đại, xài đồ xịn, đồ đàng hoàng luôn các bạn, tùy theo các bạn muốn bỏ giá tiền bao nhiêu thôi. Nếu mà bên trong xấu quắc, đồ dởm này kia, chắc nó là một cái giá tiền rẻ, 20-30 ngàn, 30-40 ngàn cho một cái căn. Nhưng mà những cái căn thiết kế đẹp giống như vậy thì 150, 160 tới 200, 220 ngàn, tùy theo các bạn, tùy theo diện tích lớn nhỏ nữa. Thì nếu các bạn thấy hay thì nhớ, thấy thích video này thì nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Những cái lượt like, những cái lượt share, những cái lời bình luận của các bạn sẽ là động lực giúp mình tiếp tục thực hiện những cái review, những cái chỗ mới lạ về cái cuộc sống của Mỹ như thế nào cho các bạn coi nha các bạn. Thôi, bây giờ bắt đầu đi vòng vòng đây coi nó có những cái mobile home như thế nào nha các bạn. Let's go. Thì cái công ty bán nhà di động này nó tên là Clayton các bạn, Clayton Homes, nó chuyên bán nhà di động nha các bạn. Thì để mình nói sơ sơ cho các bạn biết nhà di động như thế nào nè. Các bạn nhìn thấy ở dưới nhà này rất rất là nhiều bánh xe nha các bạn. Cái nhà này có thể kéo đi được tới bất kỳ đâu bạn muốn, bạn mướn đất ở đâu thì người ta sẽ kéo tới đó, người ta đặt xuống cho bạn. Khi bạn không muốn ở đó nữa thì người ta có thể nhấc cái nhà này lên và kéo đi chỗ khác, chỗ nào bạn muốn tới đó. Nhà di động của Mỹ nó là như vậy các bạn đó, rất là nhiều bánh xe ở đây nha. Rồi nó dùng xe chuyên dụng để kéo cái nhà mình đi. Thì nhà di động ở đây thì nó có hai loại, double wide và single wide các bạn. Thì single wide là một bề ngang nó nhỏ như một dãy nhà dài, double wide là hai cái nó gộp lại thì thành ra bề ngang nó sẽ rất là lớn và nó dài giống vậy. Mình sẽ dẫn các bạn đi coi hết cái khu này các bạn. Đó, bạn thấy không? Single wide, double wide đầy trong đó. Giá cả thì tùy thuộc vào nội thất bên trong như thế nào. Ở đây nó có hai loại, single wide là một dãy nhà các bạn, một dãy, còn cái gọi loại này là double wide. Single wide thì luôn luôn nó sẽ rẻ hơn double wide. Bạn nhìn thấy không, single là một cái vậy đó, rồi double wide là nó hai cái nó gộp lại, các bạn thấy không? Cái nhà nó sẽ bự hơn, cái nhà nó sẽ bự hơn, hai cái gộp lại. Thì ở đây là một cái double wide. Thì mình sẽ dẫn bạn đi vào bên trong xem cái double wide nó có gì nha các bạn. Hôm nay nè, nó đi lên, đây là cửa vô các bạn.
Đó, cho các bạn coi nè. Cái này là bên trong của một cái căn double wide nha các bạn. Cái căn này hồi nãy nhân viên ở đây nó cho mình biết cái giá là 220.000 nha các bạn, double wide. Đó các bạn thấy không? Này là khu phòng khách nè. Đó. Double wide là hai cái. Đó. Đây là bàn ăn nha các bạn. Khu bàn ăn. Này là khu bếp nè các bạn. Đó. Tủ lạnh đều có sẵn luôn. Đó, khu bếp. Này là cửa đi ra ngoài. Khu bếp nè, khu nhà bếp nè. Sinh rửa chén. Đó, mấy cái tủ bếp luôn nè các bạn ha. Đó. Xài bếp điện từ nè. Đó, lò nướng nè. Không mở được. Đó, này có máy hút đồ nè. Đó, này là khu nhà bếp nha các bạn. Đi vô khu nhà bếp này thì có như khu này cũng như để đồ đạc linh tinh. Còn cái này là bảng điện. Đó, mấy cái điện nè. Ở đây có một cái cửa đi ra bên hông. Đây một cái phòng nhỏ mà muốn để đây là khu này là để máy nóng nè, máy nóng máy lạnh. Connect với lại nước thì ở đây là để máy giặt, máy sấy thôi nè. Có lò rửa chén đồ này kia đầy đủ mà. Cái trang trí cũng rất là đẹp các bạn. Đó. Cũng có hệ thống thông minh rồi nè. Đây là kệ trang trí nha. Cái này là nhà mẫu nó để thôi, nó làm nó để thôi các bạn. Đây là một phòng ngủ nè. Đó, tủ quần áo, phòng ngủ. Đây là một cái nhà tắm lớn. Đó, bồn tắm sinh đồ này kia nè các bạn. Này nhìn thấy. Đó, trần bồn tắm sinh. Còn ở đây là một cái phòng nó đang làm, đang thiết kế. Mình dẫn vô cho bạn quay cho bạn coi luôn. Đây, cái tủ để quần áo nè. Cửa nó chưa làm xong hết. Bên đây là một cái khu cái phòng ngủ lớn, nó gọi là master bedroom nha các bạn. Đó, ở trong master bedroom nè các bạn nhìn thấy cái nhà tắm nó lớn không? Đó. Nguyên khu luôn. Nó vẫn còn đang làm thiết kế chưa xong nha. Cái nhà này thì có double wide, có hai phòng ngủ, nhà lớn mà. Thì nó có giá bán là 220.000 các bạn. Ở đây nó cũng có nhiều giá tùy thuộc vô cái thiết kế bên trong với bao nhiêu phòng ngủ rồi này kia các bạn. Rồi double wide hay là single wide nữa các bạn. Đó. Ở đây là một căn double wide nha. Giá bán là 220.000. Bây giờ để mình dẫn các bạn đi coi những cái căn khác. Cái căn này cũng là double wide luôn nha các bạn. Cái giá từ 150 tới 160.000 tùy theo 3 phòng, 4 phòng nha các bạn. Cái đầu tiên mình dẫn các bạn coi double wide mà có 2 phòng nhưng mà nó thiết kế đẹp cho nên nó mắc nhất là 220.000. Còn mấy căn double wide bình thường 3 phòng, 4 phòng ngủ thì nó khoảng 150, 160, 170. Thì ở đây là một căn này là khoảng 150.000 nha các bạn. Đây mình dẫn các bạn vô trong coi. Mở cửa đi vô các bạn ha. Rộng, lớn, sofa này nè, phòng khách nè. Ở đây là trang trí nè. Các bạn nhìn thấy không? Bàn ăn. Nhà bếp nè. Cái counter lớn lên, cái quầy lớn lên, sinh luôn nè. Bếp nè, tủ lạnh nè, máy hút nè. Ở đây có một cái khu để sofa nữa nè. Đây là một cái phòng ngủ lớn nha các bạn.
Phòng ngủ này chắc là master bedroom, phòng ngủ lớn. Đó, trong đây là nhà tắm. Chưa có điện. Đó, nhà tắm nè. À, bồn tắm nè. Nhà vệ sinh. Ở trong đây là tủ quần áo nha các bạn. Đó, mình thấy không? Tủ quần áo. Này là phòng master bedroom nha, phòng lớn. Phòng ngủ chính á. À, để mình đi qua đây cho các bạn coi cái phòng ngủ nhỏ này. Ồ, cái này là để máy giặt máy sấy rồi phòng nè. Phòng để máy giặt máy sấy rồi. Đó, đi qua đây coi có mấy phòng nữa các bạn. Đây là một phòng ngủ nhỏ nè. Phòng ngủ nhỏ này thì nó chỉ có tủ quần áo thôi chứ nó không có nhà tắm ở trong đây. Này cũng là một phòng ngủ nhỏ luôn. Ở đây cũng là một phòng ngủ nhỏ. Ở đây là một cái nhà tắm chung cho ba cái phòng ngủ nhỏ này các bạn. À, tính ra cái double wide này nó có tới 4 phòng luôn. Cái double wide hồi nãy mình quay ra là có 2 phòng thôi, nhưng mà thiết kế rộng hơn cái kiểu khác, còn double wide này là 4 phòng nữa các bạn. Thì ở Mỹ nếu mà các bạn muốn mua nhà nó cũng không phải là khó lắm. Thì các bạn muốn mua một căn nhà nào đó, nhà bình thường hay là mobile home gì cũng vậy, thí dụ một cái nhà này có giá 100 mấy chục ngàn thì các bạn đao xuống 20% các bạn, thì giống như là 100 ngàn thì các bạn đao xuống 20 ngàn, còn lại cái phần còn lại nó thiếu cho các bạn thiếu 30 năm, các bạn có thể trả góp mỗi tháng rồi như thế nào đó, rồi thông qua nhà bank nó cũng giải quyết rất là dễ, nó tạo điều kiện cho các bạn mua nhà các bạn, thì các bạn không cần phải cầm nguyên đống tiền mặt ra trả cho người ta, hoặc các bạn cũng không cần phải suy nghĩ tới chuyện mà trả một lần hết rồi không đủ tiền, các bạn có thể đao trước 20% rồi mua rồi ở rồi trả góp từ từ. Rồi cho thí dụ mà các bạn chưa trả góp hết mà các bạn muốn bán nhà thì vẫn bán được, rồi cái phần cái trả góp của bạn đó, bạn trả được bao nhiêu đó, thì nó sẽ trả tiền lại phần đó, còn cái phần mà còn thiếu đó thì nhà bank nó sẽ lấy vậy thôi, chứ nó cũng không có gì khó khăn. Mà chủ yếu mà bạn phải ở lâu cái điểm credit của bạn, cái gọi là cái lịch sử tín dụng của bạn đó các bạn, thì bạn ở lâu năm, bạn xài nhiều, bạn có điểm nhiều đó, thì với lại bạn trả góp cái này cái kia được, không có bị thiếu nợ nhiều, rồi không có bị quỵt tiền của người ta hay là trả trễ của người ta rồi này kia đó, thì khi mà các bạn mua nó check cái điểm nó lên, cái điểm đó các bạn cao thì các bạn dễ mua nhà lắm. Với lại nhà bank nó sẽ cho các bạn mượn với cái phần trăm thấp nữa, cái phần trăm cái tiền lời thấp thì các bạn dễ mua với lại trả được nhà các bạn. Thì đây là một cái căn double wide này nha các bạn. Cái căn double wide này là có giá là 150 ngàn nha các bạn. Giá của nó là 150 ngàn. Ở trong nó có 3 phòng ngủ. Có căn thì có 3 phòng ngủ, căn 4 phòng ngủ thì nó dao động khoảng 150 ngàn tới 160 ngàn thôi. Cái căn này là căn double wide. Thấy không? Sofa đây nè, phòng khách, bước vô là phòng khách. Đó. Bếp, bàn ăn, khu vực bếp, tủ lạnh. Bên đây là một cái phòng ngủ. Đó. Master bedroom nè các bạn. Đó. Phòng ngủ lớn, nhà tắm lớn. Đó. Để mình dẫn các bạn đi qua bên kia coi cái phòng ngủ bên kia nha. Nhà bếp rộng rãi lắm. Cái này là căn double wide và hai cái nhập lại. Đây có một cái phòng ngủ nhỏ nè. Đây là căn này là 3 phòng ngủ nha các bạn. Ở đây nhà tắm nè.
Đây này toàn bộ là cái căn double wide 3 phòng ngủ. Cái căn bên kia, căn đầu tiên là 2 phòng ngủ, căn thứ hai là 4 phòng ngủ, căn này là 3 phòng ngủ các bạn. Đó. Thiết kế ở trong rất là đẹp các bạn. Căn này là single wide các bạn, để mình dẫn cho các bạn vô coi căn single wide này nha các bạn. Hồi nãy nhân viên ở đây cho mình biết giá căn single wide này là 90.000 các bạn. Để mình cho các bạn vô trong coi thử single wide này nó giá bán là bao nhiêu. Có cái gì bên trong, xin lỗi các bạn. Giá bán là nó khoảng 90.000 các bạn. Đó, single wide nè. Và cái bề ngang nó hẹp hơn các bạn. Đó. Cũng có khu nhà bếp đâu, nhưng mà nó hẹp hơn, đơn giản hơn, không có đẹp bằng cái double wide. Tủ lạnh rồi, nhà bếp rồi, sinh rồi. Đây có một phòng ngủ nhỏ. Một cái nhà tắm nha mày. Đó, một cái nhà tắm nè. Và này có một cái phòng ngủ à. Trong đây cũng có một cái nhà tắm nè. Tối quá, không có đèn. Đó, nhà này single wide này có 2 phòng, 2 nhà tắm. Giá bán là 90.000 thôi các bạn. Thì ở đây cũng là một cái single wide nha các bạn. Thì căn này là 101. Căn single wide hồi nãy là 90. Căn này 101. Để coi nó hơn, đẹp hơn cái kia một chút không. Đó. Mở cửa lên đi vô thấy có ở đây một phòng nhỏ nè. Nhà tắm nhỏ. Ở đây thêm một cái phòng nhỏ nữa. Rồi đi xuống đây coi. Ở đó là có hai, phía sau mình nãy là hai cái phòng nhỏ rồi. Ở đây là cái phòng khách nè. Nhà bếp nè. Cái quầy tủ lạnh. Đó, nhà bếp. Bếp nè, máy hút nè này kia. Rồi phía dưới này là nó có một cái phòng nữa nè. Một cái phòng này là phòng master bedroom nè. Trong đây có nhà tắm nè, nhà tắm riêng trong phòng đó. Thì căn này là single wide nhưng mà có 3 phòng ngủ thì nó khoảng 100 mấy ngàn đó. Ở đây có một cái căn single wide nha các bạn. Cái căn này là giá rẻ các bạn, có 60 mấy ngàn thôi, có 60 mấy ngàn. Vô trong coi có gì. Thì 60 mấy ngàn thì chắc nó sẽ là đơn giản nhất thôi các bạn. Đó, nó thiết kế bình thường nhất, basic chứ. Đó, những thiết kế nè, bếp, tủ lạnh, sink. Rồi ở đây có một phòng ngủ. Đó, phòng ngủ. Phòng ngủ này có nhà tắm riêng. Đó, nhưng mà mấy cái thiết kế này đơn giản cho nên nó bán rẻ lắm. 60 mấy ngàn thôi. Có phòng ngủ nhỏ bên đây, một cái nhà tắm nhỏ riêng đây, rồi một cái phòng ngủ nhỏ ở đây nữa. Cái căn này hồi nãy nó nói là chỉ có 60 mấy ngàn thôi. 60 mấy ngàn cho căn này.
Thì nãy giờ mình cũng dẫn các bạn đi coi vòng vòng hết mấy cái nhà mobile home nó như thế nào rồi nha các bạn. Giá bán ra sao, mình quay chi tiết một số căn ở trong đây cho các bạn coi nha các bạn. Ví dụ nhà double wide thì rộng hơn, nhà single wide thì nhỏ hơn, giá bán bao nhiêu, nội thất như thế nào, có mấy phòng ngủ, mấy nhà tắm thì mình cho các bạn coi hết rồi. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một cái video kế tiếp. Nếu các bạn muốn mình đi đâu hay review cái gì thì các bạn nhớ để lại comment ở trong phần bình luận ở dưới nha các bạn, để mình biết và mình sẽ cố gắng thực hiện hết những cái gì các bạn yêu cầu. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một cái video kế tiếp. Bye bye.